Rồi, xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bái ở tại Kon Tum. Hôm nay em lên cho anh chị em một ít đồ anh chị em nhé. Thì hôm nay em có một ít hàng vừa mới về đây, thì anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Hàng của em thì là ship code toàn quốc anh chị em nhé, mặc dù em ở Kon Tum nhưng mà anh chị em ở đâu em cũng ship được nhé. Đấy, ship code toàn quốc, hoặc là anh chị em có những món đồ nặng thì anh chị em lưu ý thì chuyển khoản trước giúp em, còn có những món đồ nhẹ thì ship code em ship code được nhá. Đó, thì tất cả mặt hàng đây thì anh chị em nào có nhu cầu thì về món hàng nào thì alo em nhá. Rồi, về đầu tiên thì em có ở đây là một ít bóng này. Đấy, em có hai cái bóng sưởi. Đấy, đây là em có hai cái bóng sưởi. Cái này thì xui một cái là khi mà hàng về là nó bị vỡ. Đấy, khi mà hàng về nó vỡ mất cái chân này. Nên thôi em sẽ bán hai cái. Em bán cái này, giá tiền cái này và em tặng kèm cái này luôn. Đấy, cái này không phải thử nha, cái này hư rồi nhá, bỏ đi. Rồi, đầu tiên là một con bóng đèn sưởi này. Con này công suất của nó chỉ có 150W thôi. Đây cho anh chị em nhá. Made in China này, xuất Nhật và xài điện 100V. Đó, con này thì nó là 150W anh chị em nhá. Em bán giá là 250.000. Đó, giá là 250.000 đây. Đó, thì đây, thì nó có cái chân này thì nó bây giờ nó gãy một cái chân này rồi. Thì anh chị em về tự độ chế lại nhá. Cái này đơn giản thôi. Cái này về độ chế lại đơn giản thôi. Để lấy cái chân của con này bỏ bỏ qua đây cũng được. Đấy là tùy anh chị em thôi. Rồi, bây giờ em sẽ cắm cho anh chị em xem luôn. Là bóng này nó là bóng sưởi nhá, bóng sưởi nhá. Đấy, 150W lận. Bóng sưởi. Không phải bóng lỏng. Đó, đây nhá, đây là bóng sưởi anh em nhá. Bóng này nóng lắm. Bóng này nó hắt vào nóng cực kỳ nóng luôn. Đây nó bị lỏng cái chân này nó hơi lỏng này. Rồi, đây là nó sưởi thì nó sẽ lên ánh đèn như thế này, nó nóng lắm nhá. Đừng để nó hắt mọi người. Thì cái này chủ yếu là để vào cái để vào cái nhà tắm thôi anh em ạ. Để vào cái nhà tắm hoặc là cái nhà phơi đồ này. Vì nó rất là nóng, nó 150W lận. Đấy, bóng 150W là rất là lớn nhá. Rồi, bữa trước này em bán cái 300W cái này thì chỉ có bằng công suất bằng một nửa thôi, nhưng mà rất là nóng. Rồi, em sẽ bán luôn cho anh chị em hai con như thế này. Đấy, với giá là 250.000 hai con này nhá. Con này thì hư nhá, con này thì sống này. 250.000 hai con. Đấy, điện áp sử dụng là 100V. Điện áp sử dụng 100V anh chị em nhá. Rồi. Tiếp theo là một con motor. Tiếp theo là một con motor này thì con số 2 này là một con motor điện áp 100V, vòng tua của nó là min đấy, vòng tua của nó là min là 1400 vòng. Còn max là 1700 vòng anh chị em nhá. Đấy, con này của hãng Nationan, made in Japan nhá. Đấy, made in Japan đây này. Của hãng Nationan nhá. Đây. Nationan này. Đó. Thì con này thì anh chị em nào có nhu cầu vào việc thì làm vào cái vấn đề gì chế cháo thì tùy anh chị em thôi. Con này thì có công tắc on off nhá. Đấy, dây giếc thì em đã làm sẵn cho anh chị em rồi. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Chạy thì im như chó thở nhá. Đấy, đang chạy này. Đó, đang chạy đây này. À, em dừng lại cho anh chị em xem này. Đó. Chạy thì cực kỳ im luôn. Con này motor này thì chạy cực kỳ im luôn. Anh chị em nào vào việc vấn đề gì thì alo em nhá. Con này 56W thôi. Giá con số 2 này là 350.000 về độ chế. Con này độ chế quay heo quay vịt được nhá. Đó. Giá là 350.000. Số 3 là một con thủy lực. Đấy, con này con thủy lực nhá. Con này con thủy lực, con này chưa được dùng nhá. Con này chưa được dùng. Con này thì anh chị em về có thể độ chế vào các cái nhu cầu của anh chị em thôi. Đó. Dòng này thì nó là dòng thủy lực. Lưu ý đây là dòng thủy lực nhá. Và anh chị em về độ chế vào cái vấn đề gì của anh chị em đấy là việc anh chị em. Còn em cũng không biết là nó ở trong cái gì đây. Nó chẳng qua là cái này nó nén, lực nén của nó rất là cao đây. Đây, anh chị em xem là nó dập chìm luôn này, nó cực kỳ xịn sò luôn. Đây. Đó, 200 MPa. À chết nhầm, xin lỗi, 20 MPa. Đấy, lực nén của nó 20 MPa có nghĩa là 200 kg đó. Đó, lực nén cực kỳ nặng luôn và sản xuất năm 2018 thì con này chưa sử dụng bao giờ nhé. Bởi vì sao nó chưa sử dụng bao giờ? Bởi vì cái núm này nó vẫn còn ở đây này. Đây. Đó. Anh chị em về độ chế vào cái vấn đề gì thì anh chị em độ chế nhá. Con số 3 này giá là 550.000. Bình thường á, anh chị em mua một con mà nén thủy lực như này không có giá này đâu nhá. Giá là thường thường nó sẽ gấp 4 lần đến 5 lần. Đó,
Con này giá là 550.000 số 3 nhé, hàng bãi nữa. Rồi, cho con số 4 này. Rồi, tiếp theo là con số 4 này. Con số 4 này là một con cưa cỡ lớn anh chị nhé. Con cưa cỡ lớn. Quay đây. Con cưa này là con cưa lưỡi 350 anh chị em nhé. Đây, thông số đây. Đây cho anh chị em xem thông số này. Thông số của nó là 100V này, 2800 vòng trên phút. Và lưỡi, đường kính lưỡi của nó là lắp được từ 128 đến 335 nhá, đến 335 xin lỗi. Đấy, 335 đường kính lưỡi đấy. Đó, điện áp là 100V anh chị em lưu ý là điện áp 100V nhá. Con này anh chị em về có thể chế cơ bản nhá. Nó chỉ có cỡ như thế này không thôi chứ không có bàn anh chị em nhá. Đó. Đây. Cắm vô phát. Con này nó không có hề lệch nửa hay là cái gì anh chị em nhá, cực kỳ nặng luôn. Con này em bán giá này anh chị em ở bãi không mua được luôn, em nói thẳng luôn ở bãi anh chị em không mua được con này luôn. Rồi con giá số 4 giá 850.000 chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhá. 850.000 chưa bao gồm phí ship. Con số 4. Rồi tiếp theo số 5 là một con này là con máy cắt tôn này, nhưng mà cái lưỡi của nó cùn lắm rồi, anh chị em về tự xử lý nhá, nó nặng cực kỳ nặng luôn. Đây con này con máy cắt tôn này đó, thì nặng cực kỳ nặng luôn, nhưng mà anh chị em về tự xử lý. Cái vấn đề là lưỡi nó cùn, em báo lưỡi nó cùn là lưỡi nó cùn thôi, chứ còn em không có đấy nhá, không có xử lý cái lưỡi này được đó. Anh chị em nào về xử lý được thì lấy con số 5 này nhá, giá bao phê luôn. Con này á, thường thường người ta sẽ bán khoảng 1.2 triệu, 850.000 đến 1.2 triệu, nhưng mà cái lưỡi nó cùn em bán giá là 350.000, nói thẳng luôn, điện áp 100V anh chị em nhé. Máy chạy bình thường nha anh chị em nhé, máy chạy bình thường không lỗi lầm. Đấy, máy chạy bình thường không lỗi lầm, nhưng mà cái lưỡi này đấy, lưỡi cùn em nói lưỡi cùn nhá, số 5 là giá là 350.000. Số 6 là một cái hộp. Đấy, số 6 là một cái hộp gì đây? Giá nó 400.000 này. Hộp này giá 400.000 anh chị em nhé. Trong này gồm có những cái gì? Đấy, đây thì anh chị em nhìn thấy này. Trong đây là gồm 42 mũi khoan bắt vít, rồi đủ thứ luôn. Đây có cả bắt vít này. Đấy, nó gồm là, xin lỗi anh chị em nhé, nó gồm 48 chi tiết. Nó gồm 48 chi tiết nhưng em chỉ tính 42 chi tiết thôi, bởi vì có những, đây, có những cái đầu bắt vít này, hai đầu thì một đầu nó bị gãy này. Đấy thì em không tính những cái này nhá, thì em chỉ tính 42 cái thôi. Đó, đây có những, đây là mũi bắt gỗ này, đây mũi khoan gỗ này, đây mũi khoan bê tông này. Đấy, khoan gỗ, khoan bê tông rồi bắt vít là đủ thứ loại trên đời luôn nhá. Có cả những cái mũi taro luôn. Đấy, nó có cả những mũi taro như thế này. Đây. Mũi taro nó mấy cái là. Riêng cái mũi taro này anh chị em mua ngoài không dưới 150 một cái nhá. Đây, những cái mũi taro này còn rất là ngon, răng còn rất là ngon này. Đấy, những cái mũi taro này mua ở ngoài không dưới 150 một cái đâu, mà em bán 42 chi tiết như thế này. Có cả mũi khoan bê tông này, khoan sắt này, bắt vít này, đầy đủ nhá. Khoan gỗ bắt vít đầy đủ luôn. Giá số 6 này là 400.000 một hộp này. 400.000 nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một cái cục này, là cục em chả biết nó là cục gì luôn. Đây, nó mắc của nó có min với mắc. Đây là ampere này. Đấy, chỉnh được ampere nhá, nhưng mà dòng điện ra thì em không biết thế nào, cắm vô thì nó sáng thôi. Thì em bán thanh lý cái này nhá. Nó rất là nặng. Đấy, nó rất là nặng mà không biết nó sử dụng kiểu gì. Đó, con này thì em không biết sử dụng kiểu gì nhá. Anh chị em nào có nhu cầu biết về cái này thì alo em nhá. Đó. Đây, min, max rồi chỉnh tất cả mọi thứ được ok đây này. Đó. Rồi con số 7 em bán thanh lý giá là 200.000. 200.000 con này nhá. Đấy, anh chị em nào biết thì vào việc, điện áp sử dụng là 100V nhá. Số 8 là một con máy hút nước mini. Đấy, con máy này máy hút nước mini bể cá này. Đây. Thì nó nhỏ gọn như thế này thôi anh chị em nhá. Nó nhỏ gọn như thế này thôi. Con này công suất của nó chỉ có 100W thôi anh chị em nhá. Công suất của nó 100W và điện áp sử dụng của nó là 100V giúp em. Điện áp sử dụng 100V nhá. Cắm 220 không chịu đâu, chết luôn ạ.
Rồi, đây nó có trang bị cho mình một cái CB chống giật này, nguyên cái CB chống giật này đã cả 100.000 rồi này. Đó, đây là cái CB chống giật 15mAh 7A, 15mAh thì cực kỳ nhạy rồi. Con này thì nó cực kỳ nhạy luôn. Đây. Đó, máy chạy bình thường anh chị em nhá. Đây. Đây, khi muốn tắt thì rất là đơn giản. Đây, đó. Đó, khi muốn tắt là rất là đơn giản. Máy là em đã test ok rồi. Số 8 giá 350.000 này. Đó. Đây nha, lưu ý nó có cả con chống giật này luôn nhá. Số 8 giá 350.000, nó hút nước này, bể cá này rất là ok. Đó. Số 9. Số 9 là một con máy cưa đĩa. Đấy, con cưa đĩa này là con lưỡi 160. Đó, con này nó lưỡi 160 anh chị em nhá. Điện áp sử dụng 100V, công suất là 650W. Đấy, lưỡi thì đây, lưỡi thì còn rất là ok nhá. Đây, lưỡi cho anh chị em xem này. Lưỡi còn rất là ok, răng răng chưa móm nhá, chưa bị móm răng. Và đây cái bàn này, bàn cũng còn khá là ok. Nâng hạ lưỡi ok. Con này thì có cả cắt nghiêng 45 độ các kiểu nhá. Dây nguồn rất là dài. Dây nguồn con này khoảng 3-4 mét gì đó. Mà chạy thì cực kỳ im luôn. Giá quá rẻ luôn. Giá là 300.000 con số 9 này. Của Makita nhé. Đây chữ M đây này. Đó là hãng Makita đó. Số 9 này giá là 300.000 anh chị nhá. Số 9 này giá là 300. Số 10. Số 10 là Số 10 là cái này gọi là cái máy đánh bát đây. Đây, anh chị em nào làm ô tô thì mua cái này về quá ok này. Con này máy đánh bát này. Đây, anh chị em xem là vòng du nó thấp mà. Đây nhá, cái máy đánh bát này sử dụng điện là 100V, công suất là 280W. Đấy, vòng tua của nó là 2900. Đấy, 2900 anh chị em nhá, rất là ấy thôi. Và nó còn nguyên cái lưỡi bát zin này. Đấy, cái này phải anh chị em vặn vô nhá. Em chưa vặn này, em tháo tay được này. Đó. Rồi, cái này về anh chị em vặn thêm vô. Chặt vô. Khi nào làm thì vặn chặt vô, chứ còn em không làm nên là em không có vặn chặt vô nữa. Đây. Ok nhá, cực kỳ nặng luôn. Máy thân nhôm. Rồi. Số 10 giá là 350.000 anh chị em nhá. Số 10 là giá là 350.000 này. Rồi. 11 có gì đây? 11 em có ít sợi dây này. Đó. 11 là em có 5 sợi dây. Sợi ngắn nhất là 2m, còn sợi dài nhất như thế này là 4m nhá. Sợi này là 4m mà còn đâu cứ 2m một sợi, 2m một sợi. Thì giá em bán 5 sợi này giá là 250.000, quá rẻ luôn. Tính ra là 50.000 một sợi là quá rẻ luôn, 5 sợi này. Tính ra 50.000 một sợi và cũng rất rẻ, em không bán lẻ nhá. Bán cả 5 sợi. Đó, dây thì nó như thế này, dây ba lõi như thế này. Đấy, dây này dây của Nhật nhá, cực kỳ mềm luôn. Giá số 11 là 250.000. Đó. mười hai thanh lý luôn cho anh chị em, giá là 150.000 cho anh chị làm vào việc nhá. Con này là không bao ship riêng đâu nhá, chẳng có con nào bao ship đâu. Cái vỏ này rất là đẹp đấy, anh chị em về lấy cái vỏ không là cũng có lời rồi, về lấy cái vỏ bắt vào cái khác cũng lời rồi. Đây là một con máy này gọi là máy hơi anh chị em nhá, máy hơi thổi khí đấy, máy sục khí đấy. Đây nó có hai cái đầu sục khí này, cái máy dùng cho y tế, nó gọi là máy thổi oxy. Máy thổi oxy của y tế này. Đó, nhưng mà bây giờ hiện tại đấu điện vô là chạy rất là yếu. Đấy, điện ra rất là yếu, anh chị em về tự xử lý khắc phục nhá. Con này nó ra hơi rất là yếu này. Đó, thì em thanh lý giá là 150.000. Đây, dây điện thì em cắt thử rồi. Em thử nó ra rất là yếu. Còn giá số 12 giá là 150.000. Con này lưu ý sử dụng điện là 100V. Số 13 tiếp theo là ba cái bàn ủi. Đó, thanh lý nhanh cho anh chị em nha. Ba cái bàn ủi này giá là 200.000 ba cái luôn. Đây, một cái này là cái Philips này. Đấy, con này là con Philips này, bao sống, bao sử dụng cho anh chị em nhá. Con này công suất là 1200W, điện áp sử dụng là 100V. Đó, 1200W anh chị em nhá, Philips này. Đó,
số 13 giá 200.000 một con này. Số 13 lại có còn một con cổ đây nữa. Ui, con này nặng thế. Con này nặng cực kỳ luôn á. Cái này nó bằng inox hết anh chị em nhá. Về lấy cana đánh là sạch như kiểu soi được gương luôn á. Như đây nó bẻ đây xíu. Đấy, con này bạn ủi hơi nước nhá. Con này bạn ủi hơi nước nhá anh chị em lưu ý. Đây. Thì con này là con cổ này. Con này thì không có hơi nước. Đấy, con này thì không có hơi nước, con này bàn cổ này. Thì ngon. Và bao sống nha anh chị em sử dụng nhá. Dòng này dòng bao sống nhá. Đây, con này mặt cũng khá là đẹp này. Con này công suất của nó là 970W, điện áp sử dụng 100V, con này sản xuất tại China. Thì ba con này em bán giá là 200.000, con số 13 này. 200.000 ba con, thanh lý hết nhá. mười bốn là ba con như thế này thì giá cũng là 200.000 ba con. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ lấy ba con một này hư vứt thôi, giá 200.000 quá rẻ luôn rồi, ship nó khoảng tầm 50.000 nữa là 250.000, quá rẻ luôn rồi. Con này thì mặt mũi còn khá sáng sủa luôn. Số 14 này, đây là con này là con của hãng hình như Sanjo này, à Toshiba. Con này là của Toshiba anh chị em nhé, công suất của nó là 1.000W. Đấy, con này công suất 1.000W luôn. Rồi, con này bạn ủi hơi nước nhá. Một con. Hai con. Con này là con của hãng Made in Taiwan. Con này của Made in Taiwan này. Đấy. Nói chung là bạn ủi hơi nước luôn, bao sống bao test cho anh chị em luôn. Rồi, con này là công suất là 700W, điện áp 100V, tất cả đây điện áp đều 100V nhá. Hai con này. Số 3 này. Con số 3 này của cái lô số 14 này. Thì đây là một con San Toshiba, con này con Toshiba, điện áp 100V và công suất của nó là 1.000W. Đấy, Made in China nha anh chị nhá. Đó, Toshiba, bao sống bao hoạt động cho anh chị em luôn. Con này bạn uống hơi nước, bộ này khá là ngon. Ba con này giá là 200.000, số 14, 203 con. Mười lăm là ba con. Ba con này nữa. Đấy, đây có một con cổ này, con cổ này cực kỳ đẹp luôn, long lanh luôn. Nhưng mà cái bàn này xấu. Đó. Con ngoài rất là đẹp. Con số 15, một con này con Nationan cổ này. Và con này là con Nationan bàn ủi hơi nước nữa này, con Made China này. Đó. Con này thì bàn ủi hơi nước anh chị em nhá. Mặt cũng khá là đẹp. Đó, đây như thế này thôi. Bán cái giá này thì anh chị em mua về nó hư thì vứt đi nhá. Đây cái mặt này. Chẳng hạn như cắm nhầm điện, cắm vứt đi cho đỡ tiếc. Giá này chưa đến 70.000 một con mà. Quá rẻ luôn. Rồi, số con này tiếp theo là con Toshiba. Con này là 100V, 700W. Bạn uống hơi nước luôn nhá. Đấy, ba con này. Giá của nó là 200.000, ba con này. Số 16. 16 là ba con này. Đấy, ba con này. Giá là 200.000 luôn. Đấy, em bán ba con này giá 200.000 luôn. Tiên là một con này là của hãng gì đây? Bilac cái gì này? Đấy, Made in China nhá. Con này là 100V, 750W, mặt mũi còn khá là đẹp này. Một con. Tiếp theo là con này con 100V 970W, con này cũng Made in China luôn. Con này là của hãng Eupa này. Bạn uống hơi nước luôn anh chị em nhé. Hai con. Ba con. Con này là con này con ngon nhất. Con này là con Sanjo 100V 1.000W. Đấy, Made in China luôn nhá, ba con. Rồi, ba con này có giá là 200.000. Cuối cùng trong lô bạn uống ngày hôm nay, số 17. Số 17 này cũng có giá là 200.000 ba con. Lưu ý đây là hàng bao sống nha chị em nhé, bao sống nhá, chứ không có phải là hàng chết này em bán giá này đâu. Rồi, số 17 này. Số 17 là một con này là con. Con này có hãng gì đây? Con này hình như Nati sao ấy. À Sanjo. Rồi, một con Sanjo này. Mặt mũi còn sáng đẹp. 12. À chị nhầm, số 2 là con này Made in China nhá, công suất là 930W. Đó. Con này cũng nhỏ gọn đẹp. Tiếp theo là một con cổ này. Ui, con cổ này cái mặt này đẹp ạ. Con này chỉ cần đánh cana đi là nó sáng trưng luôn, về trưng bày cũng đẹp. Rồi, số 17 giá ba con này có giá là 200.000 ba con. Rồi, thì đây là
17 mã. Rồi em bây giờ em sẽ lên các cái mã mà không có số nữa. Rồi, đây nhá. Cái em lên một ít cái CB này. CB được thì đầu tiên là cái CB chống quá tải, CB bình thường này. Thì đây là cái CB cóc đen bình thường thôi, chuyên để lắp điều hòa nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt, anh chị em thích lắp cái gì thì lắp. Đó, mua về thì thích lắp cái gì thì lắp, đấy là quyền của anh chị em mà. Con này là dòng dò, con này xin lỗi, con này là 20A nhá, độ tải là 20A. Giá của nó là 25.000 một con như thế này, xài điện 220V nhá. Xài điện 220V cho em, hư con nào em đổi cho con đó. Đó. 10 con em tặng 1, 25.000 một con, cứ 10 con tặng 1, 10 con tặng 1, 10 con tặng 1 nhá. Cứ mua 10 con là được 11 con. Chưa vào ship. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cái con 20A dòng dò 15mA của hãng Nationa này. Đây. Thì em lên như thế này thì để em nó em bán sẽ là 100.000 như thế này nhá. 100.000 là sẽ được như thế này. Cả hộp như thế này anh chị em nhá. 100.000 anh chị em sẽ được cả một con áp như thế này và một cái hộp như thế này. Rồi, thì đây là con áp Nationa này, 20A dòng dò 15mA của hãng Nationa, Metsu chính là Mitsubishi Sita là tập đoàn của nó. Còn Made in Japan là sản xuất tại Japan luôn. 20A, dòng dò 15mA, giá là 100.000 một chiếc như này nhá. Rồi. Rồi, còn đây là 30A. Đây là 30A, dòng dò 30mA. Thì con này chuyên để lắp tổng trong gia đình anh chị em nhá. Chuyên để lắp tổng trong gia đình từ 3 đến 400.000 tiền điện thì anh chị em xài con này được nhá. Xài con này được giúp em. Và dòng này là dòng giá rất là hợp lý. 3 chân nhưng mà anh chị em chỉ xài 2 chân thôi. Con này nó có 3 chân và cái chân giữa là cái chân tiếp địa nhá. Chỉ xài 2 cái chân bìa bên ngoài này thôi. Giá là 130.000 một con, bảo hành cho anh chị em 1 năm 1 đổi 1 nhá. Hư đâu đổi đó. Không phải lăn tăn về chất lượng. Rồi, thì đây nó có một ít dòng. Thôi để em lên hết những cái dòng này đã. Rồi, đây là cái dòng 50A. Dòng 50A này thì giá của nó là 220.000 một con, 220.000 một con. Đấy, nó có rất là nhiều loại. Sắc vuông và sắc chữ nhật như thế này thì em sẽ lựa ngẫu nhiên cho anh chị em. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ alo em. Bán lựa ngẫu nhiên nhưng mà tất cả hàng là đảm bảo hàng của Nhật này, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm anh chị em nhé. 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, anh chị em cứ yên tâm mà dùng, hư đâu em đổi cho anh chị em cái đó. Đó, nên là không phải lăn tăn về chất lượng nhé. Con này là 50A dòng dò 30mA và con này công suất sử dụng của nó là anh chị em xài tiền điện từ 1 triệu đổ về. Đấy, từ 1 triệu, 1 triệu 2 chị em xài thoải mái nhá, vẫn xài được 50A. Còn lớn hơn một xíu thì anh chị em dùng cho em con 60A như thế này. Con 60A như thế này, con 60A như thế này thì nó anh chị em xài thì nó trên 1 triệu một xíu nó xài rất là ok, ổn định. Hoặc là anh chị em xài những cái gì lớn, thiết bị gì lớn là ok. 60A này cái dòng dò cũng là 30mA và bảo hành cho anh chị em 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Đó, con này thì giá là 250.000 một con nhá. Giá là 250.000 một con như thế này. Em đã dán tem bảo hành tất cả nhá. Hàng của em đi là em sẽ dán tem bảo hành nên là anh chị em có cãi cũng không cãi được đâu. Mua từ ngày nào có cãi thì cũng không cãi được đâu. Rồi. Tiếp theo là cái dòng này là dòng VIP này. Phải nói đây là dòng VIP. Nhưng mà có một ít. Đấy, có ít thôi chứ không có nhiều đâu. Dòng này là dòng 10A, 15A, 20A thì nó có rất là nhiều loại. Mitsubana rồi Fuji. Đấy, em có cả hàng Fuji nữa, hàng dày, hàng to gì đó. Thì cái con này em bán 10A này có giá là 90.000 một con nhá. Chống giật, chống quá tải. Dòng dò 30mA. Con 10A này anh chị em về có thể lắp đầm tôm, đầm cá gì cái gì thì lắp. Muốn lắp gì lắp. Dùng cái dòng này á thì lắp là những cái motor, chủ yếu là lắp motor đồ này nọ là rất là ok. Rồi, giá của nó là 90.000 một con. Tiếp theo là dòng 15A, dòng dò 30mA, giá là 100.000 một con. Đấy. Dòng này thì nó chỉ có 2 chân thôi anh chị em nhé. Con nào cũng chỉ có 2 chân thôi, không có 3 chân đâu. Dòng này nó chỉ có 2 chân như vậy thôi. Đó, giá của nó là 100.000 một con, 15A. 20A có giá là 120.000 một con như thế này. Đấy, giá là 120.000 một con. Và dòng này thì chống giật, chống quá tải rất là ok. 20A, dòng dò 30mA, giá 120.000 một con, 2 chân thôi nhá. Dòng này anh chị em mua về không phải suy nghĩ một cái vấn đề gì đâu. Đấy, không phải suy nghĩ một vấn đề gì đâu. Hàng test thử ok hết rồi. Và nó rất là mới. Đây là hiện tại em đang có của hãng Mitsu, em còn có cả hãng của hãng Fuji nữa. Tất cả em sẽ lựa cho anh chị em, lưu ý nhá. Em lựa cho anh chị em ngon nhất có thể. Đó, con nào ngon nhất có thể, bảo hành cho anh chị em 1 năm 1 đổi 1 mà không lựa hàng ngon thì nó rất là mất uy tín. Rồi, tiếp theo đây là cái dòng này là dòng 3 pha 13A. Con này của châu Âu anh chị em nhá. Con này của châu Âu.
Đó, con này châu Âu của hãng Eton này. Đó. Con này là của châu Âu nhé chị em nhé. Còn xài thì cực kỳ chất luôn. Giá hôm nay em bán là 60.000 một con như thế này, 60.000 một con như thế này nhá. Một con như này là 60.000. Đó, giá này thì anh chị em mua thì không thể nào mua được rồi. Có 60.000 một con thôi mà 3 pha 13 ampe. Đó, hàng này nó không có chống giật đâu nhá, nó chỉ chống quá tải thôi, nó cực kỳ nặng luôn. Một con này nặng 4 lạng. Đó, giá là 60.000 một con. Thua giá bãi luôn đấy. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là 75A dòng giò 30mA. Con này là con 75A dòng giò 30mA. Thì dòng này em đang bán giá là 270.000 một con nhé. Đấy, chống giật chống quá tải 1 pha nhé, không phải 3 pha. 1 pha chống giật chống quá tải 1 pha. Anh chị em nào có gia đình xưởng lớn, làm nhà karaoke hay là nhà xài lớn thì nên dùng con này. Đó, nên dùng con này, giá là 270.000. Đây là dòng 100A này. Dòng 100A, dòng giò 30mA. Con này thì quên không dán giá rồi. Thì dòng này em đang bán với giá là 300.000 một con nhé. Giá này là 300.000 một con. Đấy, em bán 300.000 một con dòng giò 30mA, 100A. 100A dòng giò 30mA nhé. Đó, nó chỉ có hai chân như thế này thôi. Cái chân giữa này tiếp điện bỏ đi, em đã tháo ốc rồi, không có để ốc này làm gì cả. Rồi, con này giá là 300.000. Và còn một cái dòng nữa em đang thanh lý này. Dòng này em thanh lý cho anh chị em nào mà làm đầm tôm nhé. Làm đầm tôm hay làm bất cứ cái việc gì đó. Thì con này giá là 200.000 một con. Tại sao nó 200.000 một con, 100A mà 200.000 một con? Bởi vì sao? Cái dòng giò của nó là dòng giò 100mA, nó hơi lớn một xíu. Cái này chuyên để dùng đầm tôm thì nó hay hơn. Bởi vì dùng đầm tôm là nó cái lượng ấy nó rất là lớn, cái dòng giò nó rất là lớn. Anh chị em sử dụng con này là ok nhất. Giá là 200.000 một con. Đã. Giá là 200.000 một con này thôi nhé. 100A, giá 200.000, quá rẻ luôn rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em còn một ít ad 3 pha này. Con này 3 pha hay 1 pha anh chị em lắp đều được. Nó mới tinh luôn, của hãng Hyundai Hàn Quốc. Hàng Hàn Quốc thì em thấy nó mới tinh như này thì em mới bán thôi. Đó, made in Korea nhá. Nó mới tinh em mới bán thôi, chứ còn thực chất thì em không thích bán hàng Hàn Quốc đâu. Đây, 2015 tháng 13 tháng 1, 23 tháng 1 năm 2015 anh chị em nhá. Ad này ad của hãng Hyundai, mới tinh, chưa qua sử dụng, 3 nút nhá. Đấy, 3 nút đây, nó có nút tét cơ này anh chị em này. Cái nút tét cơ này thì đơn giản lắm, cầm cái gì nhọn nhọn chọc vào đây phát nó nhảy cạch. Đó. Đơn giản. Và con này nó mới tinh, chưa qua sử dụng mà. Thì tại sao con này nó có giá là 270.000? Bởi vì con này nó vừa sử dụng được 3 pha mà vừa được sử dụng được 1 pha anh chị em nhá, dòng giò 30mA. Vừa sử dụng được 3 pha mà vừa sử dụng được 1 pha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà anh chị em sử dụng 3 pha thì anh chị em lấy 380V vào đạp 3 đầu này và ra 3 đầu này. Thì và sử dụng 220V thì anh chị em lấy hai đầu này cho em, bỏ đầu giữa. Đó, ốc đây, ốc mới tinh này. Nguyên đai nguyên kiện mới tinh nhá, giá là 270.000 một con như thế này. Đó. Hàng mới tinh rồi thì anh chị em khỏi lăn tăn về chất lượng đi. Đó, nó mới tinh mà, nó đã qua sử dụng đâu. Nếu mà ra ngoài tiệm mua một con 30A như thế này không có giá dưới 270.000 đâu nhá. Nó sẽ gấp 3 lần. Đó, nó sẽ gấp 3 lần bởi vì đây là vừa hàng 3 pha vừa hàng 1 pha. Đó. Thì giá này có nghĩa là 270.000 là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhé. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em. Đó. Rồi, tiếp theo em có một ít hàng này. Thì bán nốt cho anh chị em. Thì đây nhá. Đây là cái bóng led này, em vẫn còn mấy nghìn chiếc nữa. Đó, em nhập 7.000 chiếc về, giờ mới bán được có 4.000 chiếc thôi. Chắc còn khoảng 3.000 chiếc đó. Thì đây là cái bóng led bóng báo nha anh chị em nhé, bóng báo điện áp sử dụng từ 100 cho tới 230V nhé. Và nó bóng này nó báo màu da cam đấy, lưu ý là báo màu da cam giúp em nhé, màu da cam đấy. Rồi, một con như thế này em bán là 1.000 một con đấy, 1.000 một con như thế này nhá, 1.000 một con như thế này em vẫn còn rất là nhiều. Anh chị em lấy thì số lượng thì khoảng 50 con nhá, 50 con thì muốn cho người đóng đi đó. Giá là 1.000 một con bóng báo như thế này. Đó, anh chị em về cho vào ổ điện, vào công tắc cái gì được. Hoặc là cho vào người vợ ấy. Đó. Nếu bác nào mà có vợ mà hay nói hay là hay im ỉm thì gắn lên đầu á. Cái này gắn lên đầu rất là hay. Đó, nó lúc nào mà im ỉm thì nó cứ sáng ở trên đầu này. Các bác biết vợ bác các bác ở đâu. Đó. Là 1.000 một con nha các bác. Đó, giá là 1.000 một con thôi. Rất là rẻ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em có một ít cái đây người ta gọi là cái này là con này của Thụy Sĩ nhá. Đây là cái kẹp bình ô tô này. Đấy, cái kẹp bình ô tô này, con này của Thụy Sĩ. Đấy, em đã bóc hai con ra đây. Made in Sweden này. Đó. Đó.
À, con này thì bao đập nhá. Đấy, bao đập. Đó, bao đập nhá. Đấy, cái này mà ghét thằng nào cầm ném cho nó vỡ đầu cũng được. Đấy, cái nhựa này nó cực kỳ chắc luôn. Và cái đây là nó bằng đồng hết anh chị nhá. Những cái này nó bằng đồng hết và nó mạ niken này. Mạ niken cực kỳ hay. Và cái này nó sử dụng sao? Cái này nó sử dụng sao? Bút mình đâu bạn? Rồi đây. Thì nó sử dụng thì đơn giản như đan rổ thôi. Đây. Kéo cái này ra. Đấy, cho vào đây. Nhét nó vào lỗ. Đó, kéo nó ra, nhét nó vào lỗ. Và đóng lại như thế này thì nó dính chắc như thế này. Đó. Còn anh chị em nào mà không biết dùng nữa thì chắc cũng chưa bao giờ có bình ô tô nên là cũng không biết dùng, nên là nhiều khi cái này em nói trước nhá. Đây chỉ lắp ô tô thôi. Cái này chỉ lắp ô tô được thôi nhá. Cái này chỉ lắp được ô tô thôi nhá. Đấy, nó chỉ vừa với cái chân của ô tô thôi. Khi mà anh chị em kéo ra như thế này. Đấy, cái cọc bình của ô tô. Đấy, cái cọc bình của ô tô ấy. Thôi bay mất miếng da rồi. Đó. Cái này nó chỉ vừa với cọc bình của ô tô thôi nhá. Đó. Thì đây. Thì nó mở ra như thế này. Và nó đóng vào như thế này, cái là nó ăn nó chắc nịch luôn. Đó. Rồi xong. Cái này em bán với giá là 80.000 một cặp nhá. 80.000 một cặp xanh đỏ như thế này. Anh chị em nên mua 2 cặp như thế này. Đấy, nên mua 2 cặp như thế này về để kẹp từ đầu bình ô tô này sang bình ô tô kia. Đấy, gọi là kẹp bình 80.000 Sweden nhá. Rồi mất tí máu nữa này. Đó, 80.000 một cặp. Rồi. Bỏ qua. Tiếp theo là còn mấy con bu lông của hãng Hồ Cẩm Đào. Con này thì của China. Đấy, dòng này của China không chỗ than anh chị em nhé. Dòng này nó không có chỗ than. Thì đây là con này thì nó không có chỗ than. Và dùng là dùng pin Makita 18V được anh chị em nhé. Dùng chung với pin Makita 18V. Đây, đưa tốc này. Con này là đầu 1/2. Và lưu ý là cắm được cái lỗ bắt vít vào đây. Đấy, cắm vào lỗ bắt vít vào đây là ok. Em bán thân máy nhá, lưu ý em bán thân máy nhá. Em bán không bán pin đâu nhá, em bán thân thôi. Đó, giá là 420.000 một thân, không chỗ than, máy của Hồ Cẩm Đào, mới tinh 100% anh chị em nhá. Hitachi này là Hitachi Tào Lao nhá. Đó, lưu ý. Và dùng con này dùng rất là ok. Ôi, dính tí máu đây rồi. Lâu. Đó. Đấy, con Hitachi này thì là 420.000 anh chị em nhé, 420.000 một con. Rồi tiếp theo là cái đây là người ta gọi là cái tay nắm cửa này. Cái tay nắm cửa này thì nó là cái tay nắm cửa gỗ của Nhật nhá. Cái này thì bao đu luôn, chứ đừng có nói đến đấy. Cái này thì nó coi như là nó không có chìa khóa đi. Đấy, nó không có gì hết. Nó chỉ mở ra mở vào vậy thôi. Cái này thích hợp cho anh chị em nào mà dùng làm cái tay đu nhà karaoke. Đấy, phòng karaoke hoặc là tay đu nhà tắm. Đấy, nhà tắm thì cũng rất là thích hợp, tại vì cái thằng cài then, cái này chỉ là cái chốt giữ cửa thôi. Đấy, rất là hay. Rồi con này giá là 60.000 chưa bao gồm cò nhá. Cái này là 60.000 chưa bao gồm cò. Nó có gỗ này, gỗ cái vân cực kỳ đẹp này anh chị em này. Gỗ này cực kỳ cứng luôn nhá. Cái này nó của Nhật luôn á. Đó. Và đây. Đây thì cái này thì nó lại có cò ở trong. Đấy, cái này cũng làm nhà tắm cũng ngon này. Đó. Đây. Đó. Đó, nó lại có cò ở trong. Thì con này thì ở chẳng hạn như mà đi vệ sinh ấy, ở trong thì bấm vô, ở trong thì ở ngoài không mở được, thế thôi. Chứ chả có gì cả. Thì con này có giá là 90.000 một con như thế này anh chị em nhá. Và cái này nó bằng đồng này. Đấy, cái khung này bằng đồng nhá. Nó đồng, nó là mạ đồng chứ không phải bằng đồng anh chị em nhé. Nó là mạ đồng. Nó là bằng đồng này, nó lại sai quá. Đây là nó mạ đồng ở đây này. Nó cực kỳ sáng luôn. Và cái tay này cực kỳ chắc luôn. Đó. Những cái tay này nó xịn sò mà. Nó cực kỳ chắc luôn. Nó không có giống như tay anh chị em mua ngoài chợ đâu. 120.000 một cái về bao hôm vứt đi đâu. Em danh dự luôn. 90.000 một cái. Đấy, 90.000 một cái tay như thế này. Bởi vì nó xịn sò hơn. Rồi tiếp theo là cò này. Bán khóa này nó có cò ngắn này. Cò ngắn này thì anh chị em mua này, em bán cho một bộ như thế này là giá 10.000. Đấy, một bộ như thế này là 10.000 nhá. Tiếp theo bốn bánh xe này, bốn bánh xe nhựa của thằng China. Bốn bánh xe này có sức chịu tải là một người một tạ. Đấy, bốn bánh xe này có sức chịu tải là một tạ nhá. Mỗi bánh là 25 kg.
thì 4 bánh là chịu tải được 1 tạ. Thì cái này là giá là 20.000 4 chiếc như thế này nhá. Đường kính của nó là đường kính 4.5. Đường kính 4.5 nhá. Đấy, đường kính 4.5 như này, nhựa nhá, nó bằng nhựa. Anh chị em mua cái này nhá, mua về lắp cái tủ mà cái tủ gì nhỉ? Cái tủ ép ấy, cái tủ ván ép, hoặc là những cái chân bàn mà di chuyển máy tính hay là những cái chân ghế đồ này nọ, rất là ok. Giá là 20.000 4 chiếc, 5.000 một chiếc thôi, quá là rẻ rồi. Em còn khoảng gần nghìn chiếc nữa. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em. Đó, lấy hết, báo em. Em bán cho cái giá siêu rẻ luôn. Rồi, để em chuyển qua cái vấn đề khác. Rồi, tiếp theo là em còn một ít đồ nữa này. Thì còn một ít ổ cắm này. Ổ cắm này bữa trước bán một số rồi. Giờ nó còn một ít nữa. Thì bán nốt cho anh chị em luôn. Thì ổ này thì nó có rất là nhiều hãng nhá. Panna, rồi Toshiba, rồi đủ thứ nhá. Tất cả hàng made in Japan em mới bán nhá. Tất cả hàng made in Japan em mới bán. Ổ này là ổ 15A nhá. Đấy, ổ 15A. Và ổ cắm này, ổ cắm có khóa. Đấy, bữa em đã giới thiệu rồi thì em cũng giới thiệu sơ qua thôi, không giới thiệu nhiều nữa. Thì một con ổ như thế này em bán, một ổ 4 lỗ như này em bán giá là 50.000 một con, nó cắt dây nhá. 50.000 một ổ như thế này nhá. 50.000 một ổ thôi. Đỏ trắng gì như nhau hết. Đấy, đỏ trắng thì như học đằng sau nó có 5 châm như thế này hít này. Đó. 50.000 một ổ như thế này thôi nhá. Đó. Rồi, tiếp theo là cái quạt sò này. Cái quạt sò này thì giá là 100.000 một cái. Cái này thì bán cũng khá là nhiều rồi, không phải thử lại nữa. Nó chạy thì không nghe thấy gì luôn anh chị em. Con này thì chạy thì không nghe thấy gì luôn rồi. Cho anh chị em về làm tản nhiệt âm ly này. Nhất là âm ly đèn nó nóng, tản nhiệt thì quá là ok luôn. Made in Japan này. Hoặc hãng Orit này. Hàng này thì chưa qua sử dụng bao giờ nhá. Nó bằng nhôm hết. Cái này nó bằng nhôm hết này. Đó, những cái này nó bằng nhôm hết, chưa qua sử dụng bao giờ. Giá thì là một con này là 100.000 một con. Đấy, Orit Cephan này. Con này thì 100.000 một con thôi. Đấy, 100.000 một con thôi, xài điện 100V nhá. Cái này rất dễ đó. Anh chị em muốn xài 220 thì lấy hai con đấu lại với nhau thành 220 thôi. Đó. Giá là 100.000 một con. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cái đục này. À, cái bộ đục 17 ly. Đấy, cái bộ đục 17 ly thì gồm một đục dẹt và một đục tròn. Đấy, một đục dẹt và một đục tròn như thế này. Đục dẹt thì có giá một bộ đục như thế này có giá là 100.000 anh chị em nhá. Giá là giá cả đôi nhá anh chị em nhá. Giá cả đôi như thế này. Đó, giá một đôi như thế này là giá 100.000 nhá. Một đục dẹt một tròn như thế này, made in Japan này. Mobuka made in Japan này. Giá là 100.000. Đó, 17 ly nhá. Dài con này dài 30 và con này dài 28. Đó, dài 30 và 28. Ok. Đục 17 ly luôn dư ý luôn em nhá. Cái này mua về đục tay cũng được, quá rẻ luôn mà. 100.000 cặp. Mua về đục tay cũng được. Rồi, tiếp theo là ống chữa cháy. Cái này thì ống chữa cháy là 40. Ống 40 x 15m nhá. Ống 40 x 15m. Thì hàng này nó rất là ok. Đấy, hàng này em bán rất là ok. Còn một chục, hơn chục quận đây thì em bán nốt cho anh chị em. Đấy. Thì dòng này em đang bán với giá là 250.000 nhá. Sell cho anh chị em luôn. Mùa Covid giảm cho anh chị em 20.000. Đó. Dòng này đáng nhẽ là sẽ bán là 270.000. Nhưng giờ em sẽ bán là 250.000 thôi nhá. Giảm mùa Covid luôn. Đó. Thì con này thì đầu nối nhanh hết nhá. Con này mua về tưới cà phê thì thôi dã man. Đó, không biết vào cho hư luôn. 250.000 một cuộn, 15m. Quá rẻ luôn. 15m bây giờ thì bình thường 1 mét dây kia 12.000 một mét rồi. Mét dây ống cứng kia bây giờ hơn phải 15.000 một mét. Và cái dây này dây ống mềm, dây cứu hỏa nữa. Bán cả như thế này mà em bán có 250.000 thì rất là rẻ rồi. Rồi, anh chị em có nhu cầu thì alo nhá. Rồi, tiếp theo em có 4 cái con của nợ này nhá. Đó, thì anh chị em nào có nhu cầu alo em thì đây. Đầu tiên là xác nhá. Hai con này là xác nhá anh chị em nhá. Xác nhá, lưu ý này là xác nhá, đừng có hỏi tại sao lại xác nhá. Xác có nghĩa là không sống, không chạy, em bán. Xác cho anh chị em mua về lấy đồ được gì lấy, mà biết sửa thì sửa. Đây. Một con này là con em sẽ lắp tất cả những con này sẽ lắp cho anh chị em cái nhá, lắp cho anh chị em cái chổi bình thường nhá, cho thêm một cái chỗ nữa là hai cái luôn. Con này là 527. Đó, con này là 527. Con này em bán là 350.000 xác nhá. Lưu ý là xác nhá, đừng hỏi tại sao lại xác nhá. Nhiều khi hỏi xác là sao có củ sạc không? Có cái nịt anh chị em ạ. Em nói thật là nó có cái nịt. Có mỗi cái nịt ấy. Thật luôn á là như vậy, bởi vì tại sao? Đã bán sát rồi anh chị em hỏi cái có củ sạc hay không em buồn luôn ấy. Đó. Củ sạc bây giờ 1 triệu một củ. Đấy, củ sạc tự động về sạc. Đấy, 1 triệu một củ. Mà em bán cái sạc này có 350 à?
Thì nói thật với anh chị em là nếu mà hỏi củ sạc không là có cái nịt. Em nói thật luôn. Rồi tiếp theo là có một con 626 này. Con 626 này đời 2016 luôn. Đời 2016 nhá. Giờ chết to rồi. Nói chung là nó chết rồi, nó còn cực kỳ mới luôn này. Nó chết cứng rồi. Đó, em bán thanh lý giá xác 450.000. Xác này là không chạy. Thế thôi. Không chạy là xác. Đó. Còn có hai con này chạy. Đấy. Còn có hai con này chạy này. Đó, còn hai con này nó chạy này. Hai con này nó chạy. Đấy, nhưng mà em cắm pin vào nó chạy nhá. Còn tất cả các mọi chức năng khác em không có bao cái chức năng gì nữa hết nhá. Chức năng em chỉ có cắm pin vào nó chạy là em bán thôi. Cắm pin chạy là bán thôi. Chứ còn mà cái chức năng gì hay là thế này thế kia thì chịu. Em không biết. Em chỉ có biết là cắm pin vào nó chạy, em bán thanh lý luôn. 600.000 một con, 600.000 một con hai con này. Ngửa đít lên bạn xem con đấy khoảng bao nhiêu đây. Một con này là con 538 này. Con này có 538, rồi con kilo. Một con 538 này. Và một con này là con 537. Đấy, một con 537, một con 538. Rồi, của hãng iRobot anh chị em nhá. Và đừng hỏi sạc luôn nhá anh chị em nhá. Không là em có cái nịt đấy. Đấy, anh chị em nào mà hỏi sạc là còn cái có mỗi cái nịt thôi. Đấy, còn anh chị em nào mà nhiều khi bảo hai con này giá vậy có bớt nữa không? Em không bớt đấy anh chị nhá. Bán giá này là giá thanh lý nhá. Hai con này là em bao sống thôi. Bao sống còn một mọi chức năng khác là em chịu. Còn pin thì chịu luôn, pin không có pin luôn. Đó, lưu ý nha là không có pin luôn. Đấy, đừng có hỏi pin với em nhá. Bởi vì những cái con này là em bán xác, con này là em bán giá này là giá dưới giá nhập luôn. Em nhập về nói thiệt với anh chị em là 800.000 một con. Con nào nó còn pin zin thì em vẫn bỏ pin zin vào đó. Con nào nó không có rồi thì thôi, chứ còn đừng hỏi em như vậy, nói em rất là buồn. Bởi vì bán cái giá này không được lời một xu nào, lỗ luôn đấy. Và cái sau cái lô này là không có mấy con lợn này nữa nhá. Đó, lưu ý là như vậy. Thì đây là hai con xác này. Đấy, hai con xác anh chị em mua về lấy đồ gì lấy này. Đó. Và đây là hai con này nó còn chạy. Đấy, nó còn chạy thôi nhá. Nó còn chạy, còn mọi chức năng khác này em không có thử, em không biết một cái chức năng gì nữa hay cả, còn chạy thôi. Em cắm pin vô, tên 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 là chạy. Hút được, ok. Đó, thì vậy thôi, em chỉ bao nó chạy thôi. Còn chức năng khác là chịu. Rồi, đó, thì anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đó, còn hỏi cái này mà hỏi có sạc không là em chịu đấy. Hỏi có chạy được trong gia đình hay không. Thì một con như thế này nếu mà em bán bao hết tất cả cho anh chị em 2.200.000 một con. Thì bây giờ hỏi có 600.000 thì bây giờ còn cái gì. Em hỏi anh chị em là mua được con như thế này thôi là ok lắm rồi. Mà lại còn hỏi em là có chạy được hay không, hay là có xài được gia đình hay không. Cái vấn đề đó là của việc thợ. Đấy, em bán lưu ý là coi như là bán cho thợ anh chị em nhá. Đó, thì anh chị em thông cảm. Anh chị em là mua gia đình đó, mà không biết xử lý về những cái này thì thông cảm giúp em nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Ai ủng hộ thì cứ liên hệ vào số điện thoại giúp em. Rồi, chào anh chị em.